Hello, Toyota Altis 1.8 bản G sản xuất năm 2016 mới cập bến tại Salon ô tô số 1 Kinh Môn với kênh mua bán ô tô cũ của em Duy Quang ô tô chất. Và trước khi vào video chi tiết của chiếc xe này thì em xin kính chào tất cả quý vị, chị và các bạn. Đấy, chúc anh chị và các bạn một ngày mới thật nhiều vui vẻ nhé. Và hôm nay em sẽ giới thiệu cho anh chị và các bạn một cái mẫu xe phân khúc hạng C. Đó là chiếc Toyota Altis 1.8 này, bản G này. Đấy, rất là đẹp, rất là bền bỉ nhá. Động cơ chỉ có 1.8 thôi. Sơn xi màu đen rất là đẹp. Đấy, xe đang được chào bán tại Salon ô tô số 1 Kinh Môn tại phường Hiệp Sơn, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Nên anh chị nào quan tâm đến chiếc Toyota Altis này thì cứ alo cho em theo số điện thoại là 0358286286 hoặc Zalo 0965425494 các bác nhé. Và anh chị nào đang xem được video clip này, anh chị nào đang xem được video clip em đang quay này và có ý định muốn bán xe hoặc muốn đổi xe thì cứ nhấc máy lên alo cho bên em. Đấy, bên em sẽ nhận thu mua những cái dòng ô tô cũ có giá từ 100 cho đến 600 triệu đồng anh chị nhá. Đấy, anh chị nào đang có nhu cầu muốn bán xe thì nhấc máy alo cho em ngay. Đấy, em sẽ đến tận nhà để mua mức giá là hợp lý nhất anh chị nhá. Và anh chị nào thích đổi xe, đang có một mẫu xe nào đó muốn đổi và lấy mẫu xe này thì cứ alo cho em, hoặc tất cả những cái xe mà đang có tại cửa hàng bên em anh chị nhá, thì cứ alo cho bên em sẽ nhận đổi của các xe. Và bây giờ em sẽ đi vào chi tiết tổng thanh chiếc Toyota Altis này. Chiếc này thì một chủ sử dụng từ mới, sản xuất năm 2016, động cơ 1.8 số tự động bản G và đang được bên em chào bán với mức giá là 545 triệu. 545 triệu đồng các bác nhá. Xe bao cho các bác là không có tai nạn đâm xô hay là ngập nước gì cả, máy số zin nguyên bản. Đấy. Đây, nội thất đây. Nội thất rất là đẹp nhá. Ghế da này. Đấy, nội thất đen và màu kem, số tự động, vô lăng tích hợp, chế độ rảnh tay trên vô lăng. Nói chung là gương kính chỉnh điện. Cái dòng Altis này thì nó là cái form 2014 đổ lên này, nó là lên form mới rồi. Nhìn nó rất là khỏe khoắn luôn, rất là góc cạnh. Đấy, 2016 bác nhá. Đấy, xe rất là đẹp này, vô lăng này. Xe bên em thì có như nào là bán như thế anh chị nhá. Order 11 vạn km. Đấy, 2016 đến bây giờ thời điểm hiện tại là rơi vào khoảng 6 năm. Đấy, 6 năm thì mỗi năm đi khoảng gần 2 vạn. Mỗi năm đi khoảng gần 2 vạn. Nó là cái km thực của xe thôi nhá. Đấy, cũng không tua về gì cả. Con xe nó có hồn nó có như nào thì là nó sẽ phải như thế thôi. Chứ bây giờ tua không một số đơn vị khác thì là sẽ tua về khoảng 5-6 vạn, nửa mắt người xem. Đấy, bên em có như nào cứ bán như thế luôn. Có như nào thì bên em cứ bán như thế luôn các bác nhá. Đấy, order 11 vạn này. Bật chìa khóa này, tất cả các loại đèn đóm này. Ok chưa? Đà lộ thử phát này. Em cứ quen như mẹt. Trước này còn có cả đèn lồ stop top. Em quên. Em cứ quen như mẹt, em chỉ cần gảy vô khóa phát thả tay ra thì nó sẽ tự lổ. Còn những cái, tất cả những cái dòng khác như dòng Toyota này thì em được biết nên là phải vặn chìa khóa phải giữ đến khi lổ thôi. Đấy. Corolla Altis và đặc biệt là sẽ không bao giờ có cửa sổ trời. Ở thị trường Việt Nam này. Đấy. Số tự động zích zắc rất là đẹp, màn hình Android rất là to. Và xe trang bị túi khí an toàn, phanh ABS 4 bánh, phanh đĩa 4 bánh. Đấy, đầy đủ nhá. Rất đẹp luôn này, vô lăng của nó rất là mới luôn này. Đây. Tổng lưng hạ kính chỉnh điện, nói chung là táp lô táp ly của em nó rất là đẹp. Đấy, rất là đẹp luôn. Ok chưa? Đó, ghế chỉnh điện đây các bác nhá. Đây, sản xuất năm 2016 và VIN là VIN năm 2014 đổ lên đây nhá. Đây, sản xuất năm 2016. Cuối năm 2014 thì là đã lên form mới như thế này. Đây, ốc A của nó rất là đẹp luôn này. Mọi chi tiết đây các bác nhá. Rất là ok. Đó. Máy em đang lổ rất là êm luôn đấy. Phải nói là rất là êm. Điều hòa thì trang bị điều hòa auto tự động. Đấy, nội thất màu kem đen. Rất là đẹp phải không ạ? Đây, cụm đèn hậu này các bác nhìn chưa? Đấy, cụm đèn hậu này. Lưới mặt ga lăng sau này. Camera lùi. Đấy. Logo Corolla Altis 1.8G các bác nhá. 1.8G rất là đẹp luôn. Đây, nội thất nói chung là keo chỉ ok, không mất phân keo chỉ nào, không có tai nạn đâm xô hay là ngập nước gì cả. Và với cái mức giá cho một chiếc xe phân khúc hạng C này
545 triệu bao gồm hồ sơ và vận chuyển cho các bác nào. Đấy, tin tưởng chốt mẫu xe này bên em. Và bác nào thích đổi xe bên em sẽ nhận đổi cố các xe cho các bác nhá. Đấy. Những cái lẹp mạ, lẹp inox này, nguyên bản theo xe, sinh nhan báo rẽ tích hợp ở trên gương. Đăng kiểm đến tháng 4 năm 2022. Đấy, mới đăng kiểm hôm đó. Đăng kiểm đến tháng 4 năm 2022 các bác nhá. Tháng 4 năm 2023, xin lỗi. Tháng 4 năm 2023. Đấy, đăng kiểm 151. Bây giờ em sẽ giới thiệu phần khoang máy, động cơ. Đang đổ máy các bác nhá. Máy rất là êm. Đó, rất là êm, rất là đẹp luôn. Cái dòng Toyota thì thật sự các bác nó là một cái dòng xe lồi đồng cối đá đi phá không hỏng rồi. Giữ giá tuyệt vời luôn. Đấy. Máy lổ rất êm nhá. Êm cực kỳ luôn đấy ạ. Phanh ABS 4 bánh này. Những cái này thì cũng chắc không phải giới thiệu nhiều gì cả. Con giới thiệu cái phần còn lại của con xe đến thời điểm hiện tại thì bây giờ thực sự nó là rất là đẹp. Rất là đẹp luôn nhá. Đấy, động cơ này. Còn như mới luôn nhá. Máy zin. Order 11 vạn. Đó. Đấy, bác nào mà quan tâm đến chiếc Antis này nhá, alo cho em nhá. Theo số điện thoại là 0358 286 286 nhá. Ốc cabo này, coi nhìn chưa? Đấy, còn nguyên luôn. 545 triệu các bác ơi. Đó. Chung là cốp đây, cốp rất là rộng. Cốp nó rất là rộng các bác nhá. Đấy. Rất đẹp. Đây. Cốp xanh biếc luôn. Lốp dự phòng, đồ nghề rất là đầy đủ luôn. Coi nhá. Đấy. Và cái cửa tiền nó rất là hợp lý cho một chiếc xe mà. À, phân khúc hạng C này. Đó. Rồi, bác nào quan tâm đến chiếc Toyota Altis 1.8G này thì alo cho em Quang. Theo số điện thoại là 0358 286 286 nhá. Bác nào đang có ý định muốn bán xe hoặc muốn đổi xe thì cứ alo cho em. Em nhận thu mua tất cả các mẫu xe có giá từ 100 cho đến 600 triệu đồng. Đấy, trên toàn quốc luôn nhá, dọc Bắc Nam. Đấy. Cả là Cà Mau các bác nhá. Ok các bác. Rồi, hẹn gặp lại các bác nhá.